Đối với người có rừng còn mình còn, rừng dạy chúng tôi cách sống. Còn đây là cái niên họa tiết mắt ta nghe, thần cho mình ánh sáng để đi làm nương phất rẫy, đi rừng săn thú. Có diện tích tự nhiên là 976.334 ha, có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, 2 thành phố, 10 huyện. Dân số toàn tỉnh là 1.365.828 người và 142 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 78 xã vùng dân tộc thiểu số, 1.376 thôn, tổ dân phố, trong đó có 478 thôn, tổ dân phố vùng dân tộc thiểu số. Đồng bào dân tộc thiểu số có 338.318 người với 47 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong những năm qua, từ các nguồn vốn đầu tư của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, cộng với sự nỗ lực cố gắng phát triển kinh tế của người dân, đã tạo điều kiện cho hàng ngàn lượt hộ dân tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Lâm Đồng cùng nhau vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống, bộ mặt nông thôn ngày càng thêm khởi sắc. Kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục có bước tăng trưởng vượt bậc với các mục tiêu giảm hộ nghèo đạt nhiều kết quả rõ rệt từ đầu năm 2023. Như tôi, nhà nước cũng quan tâm tay, đồng cỏ để ta lấy cũng ủng hộ với chị Lê In. Như tôi, bọn lực cũng nét tạm ổn định cuộc sống lâu sơ. Tầm tu hơ thì rất cùng lúc ngay bảo ninh ở ghế chí lây hết. Thì đơn đảng nhà nước cũng quan tâm giúp đỡ tay, ước lao tay tại nơi đô tay, là nghe bọn lực ra được phát triển kinh tế. Đến nay, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn 4.549 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,65%, giảm 2,9% so với cuối năm 2021. Có 6.905 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 8,57%. Theo Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng, năm 2022, tổng vốn bố trí cho chương trình là hơn 232 tỷ đồng, gồm hơn 126 tỷ đồng vốn đầu tư công, gần 66 tỷ đồng vốn sự nghiệp và 40 tỷ đồng vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Năm 2023, tổng vốn bố trí là hơn 370 tỷ đồng, gồm hơn 162 tỷ đồng vốn đầu tư công, hơn 171 tỷ đồng vốn sự nghiệp, 30 tỷ đồng vốn tín dụng và hơn 6 tỷ đồng huy động từ nguồn đối ứng của người dân và ngân sách huyện. Đến nay, các chính sách dân tộc, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số phát huy hiệu quả tích cực. Tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên trong đồng bào ngày càng nâng cao. Nhiều mô hình tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực, nhiều hộ sản xuất giỏi, làm kinh tế hiệu quả được biểu dương khen thưởng. Diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng khởi sắc, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số nâng lên rõ rệt. Là một trong những hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo của thôn 2 xã Plá, khi lập gia đình và ra ở riêng, cuộc sống của vợ chồng chị Ca Diễm hết sức khó khăn, nhà ở tạm bợ, không có đất sản xuất,
lại thiếu vốn làm ăn nên cái đói, cái nghèo cứ đeo bám mãi. Trong năm 2020, chị được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hơn 50 triệu đồng để đầu tư phát triển chăn nuôi. Chị Ca Diễm đã mua giống heo rừng lai và giống dê lai về nuôi. Sau hơn 2 năm, đàn heo phát triển khá tốt, sinh sản được hơn 20 con, đàn dê hơn 6 con. Vừa bán thịt thương phẩm, vừa bán con giống cho các hộ dân tại địa phương, nên thu nhập cũng khá ổn định. Từ đó, gia đình chị Ca Diễm có điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Dạ, trước đây thì gia đình của em cũng khó khăn đấy, nhưng mà từ lúc có nguồn vốn vay từ chính sách xã hội thì em đã có nguồn vốn để em mua mấy con dê, rồi mua thêm mấy chục con heo, gà, vịt của em. Từ đó thì cái kinh tế của gia đình em cũng ổn định hơn. Để nguồn vốn vay của chương trình thực sự phát huy hiệu quả, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Lâm Đồng chú trọng đến việc bình xét cho vay, giải ngân vốn được thực hiện chặt chẽ, đúng đối tượng. Các hộ được hỗ trợ vay vốn cũng sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và đạt hiệu quả. Cùng với ban nhân dân ở các thôn, thì đội ngũ khuyến nông viên cơ sở đã có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện có hiệu quả nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Khi mà có chương trình mô hình liên kết từ mặt trận huyện thì xuống dưới xã rồi triển khai dưới thôn. Thì thay mặt chính quyền thôn thì tôi cũng đã họp rồi bình xét các hộ dân. Thì với cái nguồn vốn đó là xin kế là 15 triệu thì cũng xuống dân họp rồi triển khai. Đã lựa chọn được 10 hộ nghèo, hộ còn nghèo đăng ký mô hình sinh kế này. Thì trong thời gian triển khai mô hình sinh kế này thì hiện nay thì thôn 4 thì có 8 hộ đăng ký nuôi dê. Thì dê hiện nay thì đang phát triển rất là tốt. Còn 2 mô hình đăng ký trồng cà phê và lại phân bón thì hiện nay đã chọn cũng triển khai thực hiện cũng rất là tốt. Các khuyến nông viên trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã luôn đồng hành hỗ trợ người dân lựa chọn cây trồng vật nuôi phù hợp, thích nghi với điều kiện ở địa phương. Họ trực tiếp chuyển giao khoa học kỹ thuật và phòng ngừa dịch bệnh. Từ đó, bà con đã từng bước thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách làm trong sản xuất, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Từ đây, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Tôi cũng xuống với các hộ dân rồi chỉ dẫn, chỉ đạo và hướng dẫn các kỹ thuật phun thuốc, bón phân, rồi cách làm chuồng trại, rồi cách cho các con vật chăn nuôi ăn, trong đó cây trồng nữa, rồi về lượng phân, thuốc, xịt, tôi cũng đã hướng dẫn kỹ thuật cho bà con ạ. Thì đến nay em đánh giá thì các mô hình này triển khai em thấy hiệu quả như thế nào? Dạ, trong đó thì tôi cũng cảm thấy bà con cũng làm tốt, rồi bà con cũng được có nguồn thu, nhiều nhất là chanh dây. Trước kia cũng được giá thì bà con cũng phấn khởi, còn bây giờ thì giá cả thì bấp bênh thì bà con cũng cố gắng chăm sóc và làm cho tốt ạ. Cà phê thì bà con bây giờ thì cũng chăm và phân thuốc thì cũng đã xịt rồi. Và lại cũng làm cỏ sạch trong vườn ạ. Đến xã Lát, huyện Lạc Dương, trong những ngày cà phê chính vụ, chúng tôi dễ dàng nhận thấy sự tất bật của các thành viên tổ hợp tác sản xuất cà phê Đạ Nghịch đang thu hái cho những chuyến hàng cuối năm. Tại đây, những hạt cà phê Arabica chín mọng đang được anh Y Cường cùng các hộ dân trong tổ hợp tác sản xuất cà phê thu hoạch. Với bà con, Y Cường là thành viên nòng cốt của tổ hợp tác, bởi những cải tiến của Y Cường luôn được các thành viên ủng hộ nhiệt tình. Nếu như trước đây, Y Cường thu hoạch bằng cách tước cả cành, thì nay tư duy canh tác đã thay đổi. Anh và các hộ đồng bào Cờ Ho đã biết lựa hái những quả có độ chín trên 95%. Thời gian thu hoạch vụ mùa kéo dài 3 tháng thay vì 2 tháng như trước đây. Đồng bào ở xã Lát được anh và chính quyền địa phương hỗ trợ, nay đã biết sử dụng phân bón an toàn và biết liên kết để cùng nhau xây dựng thương hiệu cà phê Arabica Lạc Dương. Đến nay, toàn huyện có hơn 500 hộ dân tham gia. Riêng xã Lát đã thành lập 3 tổ hợp tác sản xuất cà phê bền vững với khoảng 90 thành viên.
thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn 4C trên diện tích gần 300 hectare, tạo công ăn việc làm cho hơn 500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Cà phê của gia đình mình thì trước đây thì hái thì là chỉ có là mình hái cà tươi á, xong mình bán cho cái thương nhân, người ta thu mua cà tươi thì giá cả thì nó cũng không có phải chăng. Thì từ khi mà vào tổ hợp tác á, thì mình từ cái cách chăm sóc rồi cái quy trình thu hái á, thì mình thu hái theo quy trình của cái tổ hợp tác đề ra, thì mình hái là 90% trở lên là toàn cà chín. Cái sản lượng mặc dù là nó không được nhiều nhưng mà cái chất lượng cà phê thì nó được, với lại giá cả thì nó lại được hơn. Thì mình cảm thấy là liên kết như thế này á, thì sẽ giúp được cái sản phẩm cà phê của mình về cái vùng của mình á, là vùng trồng được Arabica này sẽ có cái giá trị cao hơn. Đây trên tay của mình này, cà phê này. Tỷ lệ chín bên em hái để mình làm được cà phê chất lượng cao á, thì tỷ lệ khoảng 90%. Như cà này là nếu mà so về cái độ lường đường để hái anh, để làm được cái thành phẩm cà phê chất lượng cao ấy, thì như này là cái độ lường đường nó tầm khoảng 20 này. Từ 18 là được. Cho nên là bên em thì toàn chọn lựa những cái trái nào mà thực sự là lường đường nó đạt, màu mã nó đẹp. Còn những cái trái mà còn xanh hoặc hườm hườm thì bọn em không bây giờ thu hái để chế biến. Cái cà này thì tính ra cái tuổi thọ là tới tận bây giờ thì khoảng gần hai mấy năm rồi. Thời gian qua, ngoài việc đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường đẩy mạnh các chủ trương, hỗ trợ nguồn lực để người dân phát triển sản xuất. Trong đó, tập trung xây dựng các mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật sao cho phù hợp với trình độ, năng lực, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, cây trồng vật nuôi của địa phương. Bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, thực hiện tái canh cà phê già cỗi, năng suất kém, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chú trọng phát triển nông nghiệp chất lượng cao và bền vững, sản xuất nông nghiệp theo hướng tổng hợp đa cây, đa con, xác định cà phê vẫn là cây trồng chủ lực, mũi nhọn, cần đầu tư thâm canh, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, kết hợp với trồng xen một số loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô phù hợp, theo hướng trang trại, đảm bảo vệ sinh môi trường như gà thả vườn, heo đen. Ngoài ra, còn quan tâm mở rộng và phát triển mạnh chăn nuôi bò thịt, trâu, dê. Thời gian tôi nuôi là bây giờ cách đây là chắc cũng phải tầm 20-25 năm này rồi. Nhưng mà thời gian nuôi thì bước đầu là chỉ có một con thôi. Kinh tế tôi là chỉ có là sống ở đây chỉ có mỗi là cây cà phê thôi. Giá cả thì là từ 25 triệu đến 30 triệu một con. Đầu tiên nhất là ngày xưa là cô làm cái mô hình kinh tế này là cũng theo các thông tin từ cái tất cả các thông tin của huyện, của xã rồi đem về là cái lợi ích thiết thực nhất cho gia đình của cô. Cái đầu tiên nhất là cô làm mô hình trồng cà phê rồi trồng lúa rồi tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân, vừa làm vừa là thực hiện tất cả các mô hình để làm tốt về cái công tác sản xuất kinh tế của gia đình. Cái đầu tiên nhất là nuôi thỏ. Thỏ xong rồi bây giờ là kinh tế hồi cái năm bị dịch Covid thì thỏ thì không có giá thì nhà xuất hết. Rồi bây giờ đến phần nuôi dê, nuôi gà. Rồi nói chung là bây giờ thì dê thì cũng nuôi cũng được, cũng năng suất được như vậy. Rồi sẽ đến về sau rồi cái chỗ trang trại thì nó không đảm bảo. Cho nên là gia đình thì bỏ cái dê nuôi nhốt, bây giờ là nuôi dê thả vườn, đi chăn một ít như vậy, với lại thêm một cái mô hình, không phải là mô hình nuôi về cái mô hình gia đình thôi, là về cái heo rừng như vậy, nuôi để có thêm cái kinh tế cho gia đình. Mà cái gia đình là cái cây chủ lực chính của gia đình là chỉ có cây lúa với lại cây cà phê là cây trọng điểm, với lại thêm cái mô hình này là để cho nó kinh tế nó đảm bảo hơn, chất lượng hơn. Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế theo hình thức canh tác và nuôi trồng trong nông nghiệp,
đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên hôm nay đã biết tận dụng những giá trị văn hóa vốn có của địa phương để phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào. Đây được xem là một hình thức phát triển mang lại lợi ích kép cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nhờ các mô hình liên kết phát triển du lịch mà hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã mở rộng, đã được đầu tư, nâng cấp. Bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng được giữ gìn. Có thể thấy trong những năm qua, các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều nỗ lực thực hiện các biện pháp, chính sách phát triển kinh tế, giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đến nay, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện đã có nhiều đổi thay, đời sống vật chất tinh thần của bà con được cải thiện và nâng cao. Nhằm tăng cường các chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tộc thiểu số. Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành, ban dân tộc tỉnh Lâm Đồng triển khai kết hợp các chương trình mục tiêu quốc gia. Từ đó, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, sinh kế của người dân ngày càng đa dạng, phong phú, thu nhập được cải thiện, an ninh trật tự được giữ vững, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố và tăng cường. Ban dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, đồng thời chủ trì ban hành nhiều văn bản, quyết định và xây dựng các đề án và phối hợp với các sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tổ chức quán triệt, tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng về vấn đề dân tộc, đoàn kết dân tộc, chú trọng phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nhiệm vụ về công tác dân tộc. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được lựa chọn từ cấp thôn và được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận họ. Thì trong nhiều năm qua, họ đã có sự đóng góp đáng kể trong sự phát triển kinh tế xã hội cũng như ổn định an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Về đóng góp trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội thì nhất là lĩnh vực sản xuất, họ là những người đi đầu, là những người mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để có hiệu quả cao. Từ đó, cái bằng kinh nghiệm những mô hình mà họ thực hiện được thì họ đã tuyên truyền vận động bà con họ hàng trong cộng đồng nơi họ sinh sống để cùng làm theo và từ đó mang lại những cái hiệu quả về kinh tế để gia đình. Trước hết là ban dân tộc thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có uy tín. Ngoài ra thì ban dân tộc tham mưu Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các nội dung liên quan 10 dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn năm 2021 đến năm 2025. Và thông qua những việc làm này, hy vọng trong những năm tới, tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là tình hình phát triển kinh tế xã hội nhiều khả quan hơn. Là địa phương có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công tác vận động hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước
phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân vùng dân tộc thiểu số, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng dân tộc thiểu số, thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo giữa các dân tộc và các địa phương trong tỉnh. Với một cái tỉnh dân tộc chiếm tỷ lệ cao 25,7%, do đó chính sách dân tộc càng đặt ra rất là yêu cầu lớn và thực hiện cái nhiệm vụ chính trị rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế hội tỉnh Đồng. Do đó hiện nay tỉnh Đồng đang thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy về phát triển đồng bào dân tộc trong giai đoạn 21-230. Thông qua nhiệm vụ này tập trung mấy giải pháp cơ bản để làm sao đồng bào dân tộc sẽ tiếp tục về cái hưởng thụ được cái văn hóa, tinh thần và nâng cao được cái cơ sở vật chất. Vấn đề thứ hai đó là thực hiện các giải pháp đồng bộ để mà tiến đến và cái giảm nghèo. Đặc biệt tỉnh Đồng hiện nay tính đến năm 2022 thì tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Đồng còn 1,94%, thấp hơn trung bình của các tỉnh Tây Nguyên là 7%. Thì thực hiện cái chính sách an sinh đồng bào dân tộc trên quy mô lớn theo ba cái đề án chương trình mục tiêu quốc gia, đó là chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế đồng bào dân tộc và cái chương trình giảm nghèo bền vững. Và hiện nay tỉnh Đồng, hội đồng nhân tỉnh đã phê duyệt ba chương trình này, thực hiện rất là đầy đủ. Trong đó là vấn đề an sinh xã hội luôn đặt ra trên cơ sở phát triển kinh tế, nông nghiệp và đầu tư khoa học và kỹ thuật và thực hiện chuyển đổi số để cho thực hiện các cái mô hình kinh tế phát triển trên nền tảng khoa học kỹ thuật, thực hiện tốt vấn đề là chuyển đổi cơ cấu cây trồng và định hướng sản xuất nông nghiệp theo cơ chế thị trường và trong điều kiện biến đổi hậu và hội nhập quốc tế, thì để mọi người dân trong vùng đồng bào dân tộc xác định lợi thế sánh của vùng mình là gì, cây trồng nào có lợi thế, điều kiện về thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu, trên cơ sở như thế là phân bổ lực lượng. Và đồng thời song song với tiến hành các mô hình sinh kế thì đào tạo nguồn nhân lực ngay trong vùng đồng bào dân tộc và tổ chức đào tạo nghề để cho người dân đồng bào dân tộc tiếp cận được những cái trình độ học công nghệ tiến bộ mới để thực hiện tốt chủ động trong cái vườn cây của mình, trên diện tích của mình để đạt được mục tiêu cao.